Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bản tin cộng đồng của Đài truyền hình Việt Today. Thưa quý vị, sau một mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu trong tháng 7 âm lịch được tổ chức thật long trọng tại các chùa vùng Bắc Cali, cộng đồng người Việt chúng ta, nhất là các em thiếu nhi, lại hân hoan chào đón một lễ hội không kém phần ý nghĩa trong dịp rằm tháng 8, đó là ngày Tết Trung Thu. Ngày Tết Trung Thu với lồng đèn, bánh dẻo, hạt sen, múa lân cùng những điệu hát về thằng cuội chị Hằng là một thời gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt. Với mong muốn cho con em thế hệ mai sau sinh ra trên đất khách được biết về một phong tục đáng quý của người Việt, đông đảo các hội đoàn đã tổ chức mừng Tết Trung Thu cho con em thiếu nhi trong suốt 3 ngày cuối tuần vừa qua. Sau đây, Nam Minh kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh thật rộn ràng của hội Tết Trung Thu do các phóng viên Việt Today thực hiện. Mở đầu cho mùa lễ hội Trung Thu năm nay tại vùng Bắc Cali, đó chính là chương trình Vui Tết Trung Thu do Hội Việt Võ Đạo Vô Vi Nam kết hợp với phụ huynh tổ chức tại trường tiểu học Phan Kling vào tối thứ Sáu tuần qua. Gần 200 em võ sinh cùng với phụ huynh của Hội Việt Võ Đạo đã quây quần trong một buổi tiệc potluck thật vui. Anh tròn như chiếc bánh, bà để quen trên trời, nhìn rằng ai cũng thích. Trong buổi Tết Trung Thu ngày hôm nay, chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan cùng nhau vui chơi của các em. Phóng viên của Việt Today đã trò chuyện cùng các em nhỏ tham dự Tết Trung Thu lần này. Helen có thể cho khán giả của Việt Today được biết là trong cái dịp ngày Tết Trung Thu này nè, thì con nít của mình thường làm cái gì? Mừng rước đèn giống là lantern, em mừng chơi với bạn giống mừng chơi với cái friend của mừng. Vậy là mình chơi với mấy bạn rước lồng đèn. Vậy thì lúc mà con tham gia cái ngày hôm nay nè, cái gì mà con thích nhất? Chương trình gì con thích nhất? Con thích chơi với cái bạn của con. À, con thích thì con được chơi với bạn của con hả? Rồi vậy cô chúc con là chơi vui vẻ nha, rước đèn cảm vui ơn vẻ cô. Nha. Đến tham dự Tết Trung Thu, các em được chơi tô màu, thể hiện tài năng võ thuật, đọc thơ về Tết Trung Thu và tham gia thi vấn đáp bằng tiếng Việt. Tuy có em phát âm tiếng Việt không rõ, thế nhưng các em đều có thể nói và hiểu được tiếng Việt rất nhiều. Những câu trả lời ngây thơ hồn nhiên của các em đã làm cho quý phụ huynh cười vang cả khán phòng. Được biết, để tổ chức đêm Tết Trung Thu này, cô Cẩm Bình, Hội trưởng Hội Việt Võ Đạo đã kêu gọi sự tài trợ của các nhà bảo trợ. Một trong những nhà tài trợ cho buổi Tết Trung Thu này đã chia sẻ với phóng viên chúng tôi. Cảm ơn, kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài Việt Today. Cũng mến chào Mai Linh. Hôm nay thì là cái ngày mà bên Vô Vi Nam họ tổ chức Tết Trung Thu cho mấy em trong trường Franklin School. Lúc nào thì chị Cẩm Vân cũng là một người ủng hộ viên cho tất cả các hoạt động của cộng đồng. Trong đó thì cái Tết Trung Thu là một cái hoạt động mà ăn sâu vào trong cái tiềm thức của chị Cẩm Vân. Vì chị Cẩm Vân là một trong những người sáng lập viên Hội Tết Trung Thu 1992 và năm 2011 thì cũng đã cố gắng hợp chung với lại các hội đoàn khác cũng như bên Vô Vi Nam đã tổ chức một cái buổi lễ Tết Trung Thu trăng rằm tháng 8 rất là phong phú và rất là đông tại trường Independent năm 2011. Và bây giờ thì năm nay thì chị Cẩm Bình ở bên Vô Vi Nam cũng tổ chức để duy trì cái văn hóa Việt Nam. Thì cái đó là cái điều mà chị Cẩm Bình rất là mong muốn để cho các em duy trì được cái tiếng nói Việt Nam và những cái phong tục, cái văn hóa. Và các em cũng sẽ vui chơi trong cái ngày này. Có múa lân, có thi vẽ, thi tô màu. Thì chị Vân lúc nào cũng ủng hộ, không phải là chỉ có bên học khu. Lúc nào cũng muốn cho các em có cơ hội để thăng tiến và biết thêm tiếng Việt, biết thêm văn hóa Việt. Và cái niềm vui của cũng bậc cha mẹ, bậc ông bà thì đó là thế hệ trẻ giữ được cái truyền thống Việt Nam, giữ được cái tiếng Việt Việt Nam. Chị là con người của cộng đồng, lúc nào chị thấy sinh hoạt của cộng đồng, chị cũng thích tham dự. Và nhất là chị có một người bạn là Scott Slade, ông này là một người bạn Mỹ,
nhưng mà ông rất yêu quý văn hóa Việt Nam và tất cả những cái sinh hoạt cộng đồng của Việt Nam ông đều tham dự. Ở ngoài vấn đề tham dự, nhiều khi ông cũng rất là ủng hộ chương trình và đồng thời ông cũng có hát được tiếng Việt để tỏ cái sự yêu quý văn hóa Việt Nam của Scott. Hôm nay chị đến đây là bởi vì cái ngày lễ Trung Thu là một ngày lễ cổ truyền của người Việt Nam, của văn hóa Việt Nam và đặc biệt là người Việt Nam chúng ta yêu quý gia đình, yêu quý các con em và tưởng nhớ đến tất cả những người, những cái mùa sinh hoạt rất đẹp của quê hương và vì vậy cho nên đây là một cái mùa mà để cho chúng ta nhớ lại những cái cổ truyền và tập tục, tập quán của quê hương chúng ta. Đặc biệt là Kim không có con, Kim thích trẻ con lắm. Tại vì tất cả các thiếu niên Việt Nam sẽ là tương lai của cộng đồng Việt Nam. Câu hỏi rằng Việt Nam tôi đâu, Việt Nam tôi đâu khi chúng ta ở hải ngoại thì Mỹ Linh có biết không? Đó là tương lai của tất cả các em. Và sẽ trả lời rằng các em của trong nhóm, nhất là trong nhóm của giáo sư Bình là Võ Vi Nam và Việt Võ Đạo sẽ là một những người trong những người của tương lai của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Okay. I've been invited by Vân Lý, councilwoman. I try to attend as many community affairs as I can. I find your community beautiful. Learning a lot as I go. Everyone's been very helpful. Everybody's so nice. Yeah. Đêm Tết Trung Thu đã diễn ra trong không khí ấm cúng, mang đậm truyền thống dân tộc Việt Nam với múa lân, những bài hát về chú Cuội, chị Hằng. Các em tung tăng với những điệu múa truyền thống trong trang phục áo dài và áo tứ thân. Phóng viên của Việt Today đã có buổi trò chuyện cùng hai bạn trẻ. Thì hôm nay là ngày Tết Trung Thu, thì trong công việc của em là trong đội múa, là em và Kim là con gái của cô Bình. Hai người có sáng tác và chuẩn bị một điệu múa cho các em thiếu nhi đóng góp trong ngày lễ Trung Thu hôm nay. Là một cô giáo dạy tiếng Việt thì em thấy những cái buổi này nó có ý nghĩa như thế nào cho những em nhỏ người Việt đang sinh sống tại Mỹ? Dạ theo em thấy thì những hoạt động này rất là tốt vì các em có thể gần gũi với cộng đồng và những hoạt động này khuyến khích cho các em dùng tiếng Việt và có thể giữ gìn văn hóa của người Việt Nam. Tết Trung Thu là một phong tục ý nghĩa trong truyền thống của người Việt. Thật đáng quý và trân trọng những việc làm của cộng đồng của chúng ta trong việc duy trì những nét văn hóa đẹp như thế này. Bước sang ngày thứ Bảy, một lễ Trung Thu thật quy mô đã được tổ chức bởi văn phòng bà Phó Thị trưởng thành phố San Jose Madison Nguyễn phối hợp với Ban Hoa hậu áo dài Bắc California. Ngày hội đã thu hút gần 5.000 đồng hương đưa con em mình đến tham dự tại khuôn viên Cowley Park, thành phố San Jose. Có rất là nhiều lồng đèn cho các em. Chắc chắn là không có thể nào mà các em đi về nhà mà không có một cái lồng đèn. Và Ma xin hy vọng là quý vị có một chút thời gian để tất cả. Trong không khí nhộn nhịp của ngày hội, bà Phó Thị trưởng San Jose Madison Nguyễn đã chia sẻ cảm xúc của mình. Biết là từ đâu mà Madison có một cái ý tưởng là tổ chức vào hội Tết Trung Thu hàng năm như thế này? Thưa quý vị, cũng như lúc trước Madison có nói trên đài Viet Today, từ nhỏ lớn lên thì Madison cũng không có nhiều dịp để mà tham dự hội Tết Trung Thu. Nhưng mà giờ đây là phó thị trưởng của thành phố, thì nếu mà mình tiếp tục năm nào cũng tổ chức một cái lễ Tết Trung Thu, đó sẽ đem lại rất là nhiều niềm vui cho các em ở đây. Olivia có biết chút xíu về Tết Trung Thu chưa ha? Năm nay là năm thứ nhì Olivia đến lễ Tết Trung Thu. Olivia dưới 2 tuổi nhưng mà cũng cảm thấy vui. Olivia mới thức dậy cho nên cũng hơi chưa có tươi lắm. Nhưng mà biết là chắc chắn một chút nữa đây Olivia sẽ rất là vui bởi vì sẽ thấy rất là nhiều các em có lồng đèn và sẽ xách lồng đèn để mà mình đi vòng vòng cho nó vui.
bắt đầu cho chương trình lễ hội như thường lệ là phần hát quốc ca Hoa Kỳ được trình bày bởi tiếng hát trong veo của bé Jenny. Tiếp đến là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm cho những anh hùng nghĩa sĩ đã hy sinh. Kế đến, MC Huyền Trân giới thiệu thành phần ban tổ chức. Bà Madison Nguyễn đã có đôi lời cảm ơn quan khách, những tình nguyện viên, những mạnh thường quân đã góp công góp sức thực hiện một ngày hội náo nức mang niềm vui đến cho mọi gia đình. Trung thu là một trong những phong tục tập quán của người Việt chúng ta, nên đối với các em thiếu nhi đang sinh sống tại hải ngoại, đây là dịp các em hiểu thêm về ý nghĩa, cũng như tận hưởng một dịp Tết Trung thu đặc biệt. Có thể nói, đây là một ngày hội thành công đã đem đến niềm vui cho các em thiếu nhi khi trên khuôn mặt các em rạng ngời nét tươi vui. Chị Ngọc Loan cùng gia đình đến chơi tại lễ hội đã cho chúng tôi biết thêm. Đối với chị thì chị thấy Tết Trung thu ở nước Mỹ mình như thế nào thưa chị? Dĩ nhiên theo hay tôi thấy thì lúc mà còn ở Việt Nam thì thấy cái không khí Tết Trung thu ở Việt Nam thì thấy cũng vui, cho lúc mà còn nhỏ cho mấy đứa nhỏ nó chơi vây quần có lồng đèn này kia bánh Trung thu, thì khi qua đây cứ nghĩ là những tưởng là không có còn không khí đó nữa, nhưng mà cũng may là sống ở San Jose đặc biệt nói riêng và California nói chung thì là mình có được cái không khí của cộng đồng người Việt của mình tổ chức rất là nhiều dịp. Ví dụ như dịp Tết Trung thu hay là dịp Tết Nguyên Đán đó thì đã tổ chức cộng đồng của mình đó, cho cộng đồng của mình được có cái chơi sân chơi cho mấy đứa trẻ nó có biết được cái ý nghĩa của Tết Trung thu hoặc là Tết Nguyên Đán là như thế nào. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Ngọc Thúy là anh Long Ngô, đại diện cho Liên đoàn Hướng đạo Bách Việt. Thưa anh, khi mà dẫn các em ra ngoài đây để tham gia vào Tết Trung thu thì anh thấy ý nghĩa của nó như thế nào thưa anh? Dạ, tôi thì thấy mình nó làm cho mình trở lại giống như cái tuổi nhỏ của mình cũng thích chơi lồng đèn, rất cảm thấy nó làm cho mình cảm thấy mình trở lại cái thời tuổi trẻ của mình. Mục đích hôm nay thì Long có cái booth ở đây là muốn recruit mấy phụ huynh nào mà có mấy em nhỏ đó muốn cho tham gia vào Liên đoàn Bách Việt thì Long sẵn sàng để nhận mấy em. Khi mà tiếp xúc với các em, mấy đứa bé nó có bao giờ hỏi là Tết Trung thu như thế nào, tại sao mình lại có Tết Trung thu không anh? Đôi khi nó hỏi là ồ cái này là lễ gì, thì đương nhiên mình phải giải thích cho nó. Thậm chí đây là những đứa con của Long, con Long nè, Long phải giải thích là chẳng hạn như ok hồi xưa bố còn nhỏ, bố chơi lồng đèn làm sao, lồng đèn làm bằng cái gì, nó có những loại gì, mình phải giải thích cho nó cặn kẽ. Lúc đó khi nó hiểu được nó cảm thấy nó rất là thích, nó cảm thấy dạ 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 cảm ơn chị. Trong chương trình còn có phần văn nghệ do các ca sĩ như Nguyễn Hoàng Nguyên, Bích Đào, Thu Nga và bé Jenny trình diễn. Xen kẽ là phần rút thăm trúng thưởng, trình diễn thời trang do Ban Hoa hậu áo dài Bắc Cali 2013 thực hiện. Phần thi tài năng và thi quốc phục dành riêng cho các bé thiếu nhi tham dự. Đặc biệt năm nay, các em đến chơi còn có thể ghi danh chích ngừa miễn phí. Năm nay, ban tổ chức chuẩn bị rất nhiều lồng đèn phát tặng cho các em thiếu nhi. Những chiếc lồng đèn hình rồng, cá chép và những nhân vật hoạt hình làm các em rất thích thú. Chương trình lễ hội Tết Trung Thu kết thúc vào lúc 8 giờ tối cùng ngày trong sự thành công tốt đẹp. Trong tiếng trống múa lân rộn ràng vui Tết Trung Thu, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, đông đảo phụ huynh và các em học sinh đã đến tham dự chương trình Tết Trung Thu do các thầy cô giáo trường Việt ngữ về nguồn tổ chức tại hội trường của trường trung học Angel Hill, thành phố San Jose.
Lễ hội Tết Trung Thu đã được ban tổ chức chuẩn bị từ vài tháng trước với nội dung vô cùng phong phú, được các em học sinh rất thích thú tham dự. Đến 9 giờ 30 phút, có hơn 400 học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo có mặt thật đông đủ bước vào chương trình với các nghi thức hát quốc ca, chào cờ Việt Mỹ và phần múa lân mở màn thật sôi động. Được biết, Trường Việt ngữ về nguồn là một tổ chức vô vị lợi đã hoạt động hơn 17 năm qua với khoảng 450 học sinh theo học các lớp Việt ngữ từ vỡ lòng đến nâng cao. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết cổ truyền của người Việt cũng như khi mãn khóa, trường đều tổ chức các chương trình lễ hội thật vui cho các em có dịp tham dự và hiểu biết thêm về văn hóa Việt Nam. Thầy Nguyễn Bảo Ánh, hiệu trưởng của trường, cho chúng tôi biết thêm. Thầy, thì hiện nay thì những cái em học sinh từ ở độ tuổi nào, trường dạy từ lớp mấy đến lớp mấy và ở trường hiện nay có những cái thuận lợi cũng như khó khăn gì không thưa thầy? Thì lúc nào đó thì cái sĩ số học sinh, cái tuổi học sinh là từ... Chúng tôi nhận học sinh từ 6 tuổi, xong rồi không có giới hạn cái tuổi ở trên. Tại vì trường chúng tôi có nhận có 4 năm học sinh. Nói học sinh thì cũng gần giống học sinh, nhưng mà tại vì họ cũng tương đối lớn tuổi. Có dược sĩ cũng có, chúng tôi cũng học nữa. Thì những cái khó khăn chúng tôi có đó thì thứ nhất là về cái phòng ốc. Thì cái tiền mà chúng tôi nhận, cái tiền học phí vào đó là dành cho cái tiền mướn trường hết. Thì chúng tôi, Trường Việt ngữ về nguồn là một cái tổ chức bất vụ lợi như vậy. Thì niềm vui lúc nào cũng có, mà niềm nỗi buồn thì cũng có vui buồn lẫn lộn với nhau. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất là may mắn có cái cơ hội mà giúp đỡ các em học sinh và làm quen với lại những thầy cô. Tất cả thầy cô giáo ở đây là thiện nguyện viên hết. Thì có cái cơ hội tiếp xúc với những thầy cô, học hỏi thêm, chia sẻ những cái vui buồn trong đời sống hàng ngày, cũng như chia sẻ cái mục đích chung là giúp đỡ các em, giúp cái thời mai sau để mà gìn giữ cái văn hóa và ngôn ngữ Việt chúng ta. Đứng bên cạnh Nam Minh là cô Như Hạnh, cô là giáo viên cộng tác với trường Việt ngữ và đồng thời cũng là MC của chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô ạ. Không biết là bên trường mình đã chuẩn bị cho cái chương trình Tết Trung Thu này bao lâu rồi thưa cô? Hàng năm trường về nguồn có rất là nhiều những cái sinh hoạt như vậy cho các em học sinh. Tết Trung Thu các em cũng đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay. Các thầy cô cũng và đồng thời các phụ huynh cũng đã chuẩn bị cho các em. Không biết là cô Như Hạnh đã cộng tác với trường Việt ngữ bao lâu rồi và cô nhận xét như thế nào về các em học sinh của mình ạ? Như Hạnh được cộng tác với trường về nguồn cũng được hơn 10 năm nay. Lúc đầu là đem con mình đi học, rồi thấy các thầy cô rất là nhiều thiện chí để giúp đỡ một cách vô vụ lợi cho các em. Cho nên thì Như Hạnh cũng xin được góp một phần vào với các thầy cô của trường. Các học sinh đến đây, phần đông các em rất là ngoan. Chắc là quý vị cũng hiểu là nếu như mà các em không có người nào mà muốn đi, các em không muốn học thêm cái gì hết. Tuổi các em là tuổi vui chơi, nhưng mà các em đồng ý đến, tức là các em cũng đã rất là ngoan và nghe lời cha mẹ rồi. Và khi đến trường thì dĩ nhiên các em cũng có những cái cá tính của cái tuổi tuổi trẻ, nhưng mà các em phần đông rất là ngoan ngoãn, cũng như vừa rồi cô cũng thấy đó. Chương trình lễ hội Trung Thu năm nay của trường có rất nhiều tiết mục phong phú như phần thi làm lồng đèn, thi vẽ tranh, thi viết bài luận văn, và đặc sắc nhất là chương trình thi văn nghệ rất sôi nổi và hào hứng. Môi mà,
có 6 tiết mục dự thi đơn ca với các bài hát về ngày Tết Trung Thu thật hay. Các em trình diễn rất điêu luyện và hát tiếng Việt rất giỏi. Sau khi hát thì các em còn phải trả lời phần thi vấn đáp với ban giám khảo. Những câu trả lời có phần ngô nghê và hài hước của các em làm cho cả khán phòng có những tràng cười thật thoải mái. Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện với hai em Jonathan và Victoria Thúy Vi. Hồi nãy thì cô thấy là Jonathan có thi hát về Trung Thu đó. Hồi nãy con hát bài gì? Và con nghĩ như thế nào khi mà con học ở trường Việt ngữ về nguồn? Hồi nãy con hát bài Thang Cuội. Con học ở trường Việt ngữ về nguồn con thấy vui không? Dạ vui. Con có biết Trung Thu là ngày lễ gì không? Là lễ ngày cho Thang Cuội. Cô, con hát bài Em đi xem vở trăng rằm. Con có thích hát tiếng Việt không? Và con có biết ngày lễ Trung Thu là ngày gì không? Dạ con thích hát tiếng Việt nhiều. Và Tết Trung Thu là ngày... để ngày hít thở không khí trong lành ở ngoài trường. Và các em, thầy biết các em nãy giờ ăn bánh cũng quá nhiều rồi. Con có thích ngày Tết Trung Thu không? Bây giờ thầy hỏi các em có khát nước không? Tiếp sau phần thi văn nghệ là giây phút giải lao để ban giám khảo có thời gian chấm điểm. Các em và phụ huynh được thưởng thức bánh Trung Thu và các loại nước siro thật ngon. Chị Hằng, phụ huynh của bé Victoria cho chúng tôi biết thêm. Chia sẻ cái cách mà dạy em học tiếng Việt đối với những cái phụ huynh khác được không ạ? Thì mình thì cũng không có thời gian nhiều đâu, nhưng mà tại vì cháu nó cũng tùy theo cháu, những em mà nó thích học, thành ra bé này thì nó rất là mê học tiếng Việt. Yeah. Đó, cho nên là mình cũng không có cần phải tốn nhiều công, nó cứ buổi tối là mình giúp nó làm bài này nọ thôi, rồi em phần lớn em học được nhiều ở trường. Thưa chị thì em được biết là giống như em đã học ở trong trường cũng nhiều rồi. Và chị thì cũng bận rộn, nhưng mà tại sao chị vẫn quyết định để cho con mình được học tiếng Việt ạ? Tại vì biết được hai ngôn ngữ ở Mỹ này rất là tốt cho cháu sau này. Nhất là ở California. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Nam Minh là một sinh viên rất một học sinh của trường Việt ngữ rất là đặc biệt, bởi vì cô không phải là người Việt Nam mà cô là người Chinese Cambodian, nhưng mà cô đã quyết định đến để học tiếng Việt tại trường Việt ngữ. Hi, my name is Elaine. First of all, I like Vietnamese language over my own Chinese. I am Chinese and Cambodian, but for some reason I just picked to learn Vietnamese language instead of Chinese because I have a lot of reason I want to learn Vietnamese. First of all, I live in the big community with all Vietnamese around here, and then they all think that I'm Vietnamese, so I want to be able to talk to them, and also for my work, for my career. Các thầy cô trường Việt ngữ về nguồn thật sự đã tạo ra một chương trình vui chơi thật bổ ích, giúp cho các em ngoài việc học tiếng Việt còn có dịp hiểu rõ về phong tục văn hóa người Việt, giúp các em có dịp gặp gỡ và giao lưu với bạn bè, cộng đồng. Chương trình Tết Trung Thu của trường Việt ngữ về nguồn kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Quý vị vừa theo dõi những hình ảnh sinh hoạt thật sôi nổi và phong phú của cộng đồng chúng ta vào cuối tuần qua. Theo Nam Minh được biết, thì vào những ngày cuối tuần sắp tới, thì vẫn còn có rất nhiều hội đoàn sẽ tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi. Quý vị nhớ đưa bé đến tham dự nhé. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và cũng không quên cảm ơn công ty Deluxe Cargo San Jose đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Nam Minh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.